Chào các bạn, có lẽ các bạn đã từng nghe qua cái tên Tùng Sơn hay công chúa Thủy Tề, một nhân vật từng làm cộng đồng mạng choáng váng với cách trang điểm và tạo hình kinh dị và giọng hát như chọc thủng cả hai tai. Vậy nhưng lâu rồi không ai còn nghe cái tên Tùng Sơn nữa, vậy anh chàng này bây giờ ra sao? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu các bạn nhé. Tùng Sơn tên thật là Nguyễn Tùng Sơn, hay được biết đến với cái tên Sơn Jenny, sinh năm 1995 tại tỉnh Trà Vinh, là một nhân vật nổi tiếng mạng xã hội một cách không giống ai với biệt danh là công chúa Thủy Tề. Tùng Sơn là người mang hai dòng máu Việt Nam và Campuchia. Tùng Sơn sinh ra trong gia đình nghèo và có lẽ vì không có duyên với trường lớp nên anh đã nghỉ học khi hết lớp 9. Từng là một trong những hiện tượng mạng đình đám cách đây 6 năm, Tùng Sơn hay còn được biết đến với danh xưng công chúa Thủy Tề, đã một thời gian làm mưa làm gió với các clip hát hay không bằng hay hát, khóc lóc, thương nhớ người yêu và hàng loạt bộ ảnh video nhảy nhót quá lố, thu hút hàng triệu lượt xem, hàng trăm nghìn lượt tương tác. Màn hóa trang thành công chúa Thủy Tề của Tùng Sơn từng là đề tài bàn tán xôn xao nhất trên cộng đồng mạng. Từ đây, dân tình thường gọi anh chàng là công chúa Thủy Tề như một cách mỉa mai sự lố lăng của Tùng Sơn. Dù không sở hữu giọng hát trời phú hay ngoại hình bắt mắt, nhưng nhân vật này vẫn được rất nhiều cư dân mạng quan tâm bởi chất giọng the thé giả gái cùng ngoại hình nửa nam nửa nữ theo phong cách rất kỳ quái. Tự tin với khả năng hát của mình, Tùng Sơn đã từng tham gia cuộc thi Simple Beat và cho rằng mình đã đặt một chân vào giới showbiz. Trong cuộc thi hát này, Tùng Sơn đã khiến cho khán giả và ban giám khảo không thể thốt nên lời với phần trình diễn quá lố và giọng hát khó nghe. Cũng chính vì vậy, có không ít ý kiến trái chiều trên mạng. Phía chỉ trích thì đưa ra những bình luận phê phán những trò lố lẫn miệt thị dung mạo của chàng trai Trà Vinh. Tuy nhiên, đa số cộng đồng mạng lại chỉ coi nhân vật này là một hiện tượng mang tính giải trí vô hại. Chính vì vậy, ở thời điểm Hoàng Kim, Tùng Sơn được sánh vai ngang với Lệ Rời và nhận được không ít lời mời đi show, đi diễn tỉnh. Thậm chí các bầu show còn không ngần ngại trả tới 30 triệu đồng chỉ để Tùng Sơn lên sân khấu diễn thỏa mãn sự hiếu kỳ của khán giả. Khi đã có tiền thì Tùng Sơn quyết định thay đổi gương mặt. Anh đã khiến không ít người bất ngờ trong loạt ảnh tái hiện chi tiết quá trình đại phẫu thuật nhan sắc. Cụ thể thì công chúa Thủy Tề đã can thiệp dao kéo để thay đổi toàn diện khuôn mặt, bao gồm xương hàm mặt, xương gò má, xương hàm trên, góc hàm, xương cằm v.v. Ngoài ra thì anh còn sửa cả mũi, mắt, môi. Nhưng tưởng sau màn vịt hóa thiên nga, Tùng Sơn sẽ được khán giả chú ý hơn, nhưng người hâm mộ lại bắt đầu quay lưng khi những chiêu trò mua vui dần tẻ nhạt và vẻ xấu lạ của anh chàng đã không còn nữa. Dân mạng bình luận rôm rả rằng, tính ra thì kể từ khi bạn ấy phẫu thuật ở Mỹ, bạn ấy mới xuống chứ hồi trước thì còn nổi lắm. Chia sẻ với phóng viên thì Tùng Sơn cho biết anh đã bỏ kinh phí phẫu thuật lên tới 300 triệu đồng bởi anh muốn đẹp trai như người ta và nổi bật hơn nữa, có thể tự tin đứng trước đám đông cũng như xuất hiện trong các MV mới. Tùng Sơn cho biết hiện tại đã rất hài lòng với khuôn mặt. Dù nhiều người nói nên thay đổi giọng nói đi, nhưng anh khẳng định đây là giọng đặc trưng nên sẽ giữ mãi để tạo nét độc đáo. Thậm chí Tùng Sơn còn tiết lộ là trong thời gian tới sẽ phẫu thuật chuyển giới. Việc làm video với giọng hát và ăn mặc kỳ quái của Tùng Sơn thì có thể nhiều người không thích. Tuy nhiên với nhiều người khác thì nó chỉ mang tính chất giải trí và không gây hại gì. Nhưng càng về sau thì Tùng Sơn càng làm lố và thậm chí còn xâm phạm vào đời tư của người khác để thực hiện những chiêu trò đánh bóng tên tuổi của mình. Cụ thể là khi Tùng Sơn gây sốt trên mạng xã hội với bộ ảnh giả nữ trên trang cá nhân, bức ảnh đã nhanh chóng thu hút được sự chú ý từ dư luận bởi nhan sắc khác một trời một vực với Tùng Sơn trước đó. Thì chỉ vài hôm sau, có một người đã chia sẻ câu chuyện khiến dân mạng bất ngờ và tức giận với cách sống vô đạo đức của Tùng Sơn. Cụ thể là một cô gái có tên là Trần Vĩnh Thái cho biết trong bức ảnh được công chúa Thủy Tề đăng tải chính là bức ảnh bản thân cô và khẳng định bản thân cô 100% là gái thẳng. Cô gái đặt câu hỏi rằng, bạn sẽ làm gì khi bạn là gái thẳng nhưng lại bị người khác lấy hình ảnh bôi nhọ từ năm này qua năm khác? Em đã bị công chúa Thủy Tề Tùng Sơn lấy ảnh em ra, bôi bôi chỉnh sửa, rồi bảo là nó sau phẫu thuật thẩm mỹ, tên em đã giống con trai thì chớ, còn bị hiểu nhầm là chuyển giới. Em đã có gia đình nên em bức xúc khi một loạt thông tin đăng bài kèm hình ảnh của em và bảo là Tùng Sơn. Em quá mệt mỏi. Năm ngoái khi chưa có gia đình, nick Facebook cũ của em 40.000 lượt theo dõi bỗng dừng bay màu vì bị báo cáo là giả mạo. Em đã rất khổ sở khi ảnh hưởng đến công việc. Giờ nick mới vừa lóp ngóp thì thằng bá giờ lại tiếp tục đăng Facebook và lại dùng beng. Em sống mà không yên thân. Việc xuất hiện với tần suất dày đặc và những chiêu trò lố lăng trên mạng xã hội của Tùng Sơn đã dần khiến không ít dân mạng ngán ngẩm. Vì vậy mà sau một thời gian, cái tên công chúa Thủy Tề cũng bắt đầu mờ nhạt và ít người quan tâm.
băng đi một thời gian, người ta không còn thấy cái tên công chúa Thủy Tề xuất hiện trên mạng xã hội. Thì 6 năm sau, Tùng Sơn lại xuất hiện để chinh phục khán giả, nhưng đều không thể đem lại cho anh sự nổi tiếng. Có lần Tùng Sơn đã tham gia casting cả chương trình Thách Thức Danh Hài. Trong ngoại hình như hot girl, chàng trai rất tự tin chinh phục giám khảo. Tuy nhiên, mọi cố gắng của Tùng Sơn đều không mang lại kết quả gì. Thực tế thì cũng như lệ rơi, Tùng Sơn chỉ là một hiện tượng được khán giả quan tâm vì thấy lạ. Thế nhưng cái lạ nào lâu rồi cũng thành quen, mà đã quen rồi thì lại thấy chán. Thế nên bất kỳ hiện tượng nào mà không mang đến giá trị lâu dài thì trước sau gì cũng sụp đổ. Được biết, những năm gần đây, khi sức hút của hiện tượng mạng không còn nữa, Tùng Sơn đã trở về cuộc sống bình thường. Anh đã mở một tiệm cắt tóc, đồng thời thường xuyên đăng tải hình ảnh tham gia các hoạt động thiện nguyện, đi hát ở các tụ điểm phòng trà, hội chợ. Bên cạnh đó thì Tùng Sơn cũng tham gia bán hàng online. Hiện tượng mạng đình đám năm nào đã trở thành trầm lắng và khép kín hơn, chứ không còn ồn ào như trước. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.